Xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương đã đến với kênh của Trần Thanh Trương. Ngày hôm nay là ngày casting tuần thứ hai và là ngày thứ tư của hội quán ngôi sao miệt vườn, casting chương trình ngôi sao miệt vườn. Đó thì hôm nay thì bà con cô bác cứ nhắn tin cho Thanh Trương là báo sao không thấy Kiệt đi bán vé số với lại không lên clip. Thì đây nói chung là sau cái clip mà bày tỏ tình á thì Thanh Trương cũng chỉ là muốn cho vui, với thứ hai là muốn giúp đỡ Kiệt cho Kiệt nó mạnh dạn hơn thôi. Đó mà nhận được nhiều ý kiến trái chiều quá nên là thôi Thanh Trương cũng xin lỗi tất cả bà con cô bác. Nói chung là Kiệt nó cũng vui mà, nó vui đúng không Kiệt? Với lại có phải là Kiệt kêu anh bày không? Kêu anh hãy cho bày đúng không? Đó ông lại hỏi. Nhưng mà thôi cho nên là Thanh Trương nghĩ đi nghĩ lại, ông báo là thôi cũng ít quay clip Kiệt lại, không bà con cô bác lại kêu lại dụng nhưng cũng ngại. Bà con cô bác có nhắn tin là mấy bữa nay sao không thêm bán thêm vé số nữa? Quá tại hôm nay mà ở nhà với là cho bố mẹ ông chơi. Tại ngày qua đi đâu chiều nay đi rồi về rồi nè. Bây giờ đi chơi về rồi nè, để mới xuống. Là ở nhà trong nhà cho bố mẹ đi chơi. Đúng rồi. Có là mình dành thời gian một tuần là mình nghỉ phép hả? Đúng rồi. Nghỉ phép à? Ở ăn bên số nghỉ phép, có thời gian nghỉ phép địa điểm rõ ràng ha. Cứ tháng mình nghỉ lần hay sao? Hay là hôm nay bố mẹ đi chơi hôm nay thôi, chỉ có hôm nay thôi hả? À. Nghỉ chỉ có một tuần thôi, còn mấy ngày mấy tuần khác còn giống mấy bình thường. Bình thường là Kiệt hay nhắn tin cho Thanh Trương có tâm sự về chuyện là bố mẹ đang dục Kiệt lấy vợ giống như dục Thanh Trương ấy, cho nên là Kiệt mới báo là anh thử làm mai một anh chị em nào đó ở trong hội quán ngôi sao miệt vườn đi, thì Kiệt nếu mà làm quen được thì Kiệt rất là vui, thì bảo là cứ cố gắng đó, bữa ra thổ lộ tình cảm như vậy thì chắc chắn là biết là cũng không được rồi, nhưng mà người ta thấy được cái sự dễ thương của mình, cho nên là sau này mà quen ai thì em cứ mạnh dạn thôi ha. Còn anh thì bọn anh dạy như vậy là cũng chỉ vui vui thôi chứ bọn anh cũng không có ý gì cả ha. Nha, đừng em thì chắc chắn không để bụng rồi, nhưng mà thôi lên clip này cho bà con cô bác hiểu hơn, chứ không lại báo Thanh Trương lợi dụng Kiệt. Thanh Trương có đồ ăn ngon Thanh Trương vẫn chia cho Kiệt mà, đúng không Kiệt? Đó, bữa được bánh canh cua, được khán giả tặng bánh canh cua nên là cũng chia cho Kiệt nửa con cua. Tình cảm anh em vậy là ấm áp lắm rồi đúng không? Có gì cũng chia sẻ mà ha, chứ có đâu lợi dụng gì tiền bạc em đâu đúng không? Đó thì thôi thì bây giờ Thanh Trương để vào casting còn vài thí sinh nữa thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhỉ, quý vị khán giả nha. Đó, bây giờ là ghép với cái clip lúc trưa nữa là được một clip rồi. Đó, Kiệt chào bà con cô bác đi. Cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm mình đi. Chào bà con cô bác. Chúc bà con luôn luôn sức khỏe, vui vẻ, mau đẻ. Rồi, vẫn chú Cương cho cái câu đó mà vẫn giữ sử dụng câu slogan nha. Rồi, xin chào mọi người. Đã 5 năm nay rồi đó. Mà nó kêu mẹ đi thi đi. Mà em bị bệnh gì đó cô? Bệnh bác sĩ chẩn đoán động kinh. Mà nó uống thuốc đi 20 mấy năm rồi đó. 26 tuổi rồi đó. Bị nhỏ, từ nhỏ luôn hả? Bị 1 tuổi rồi bị không? Trời ơi, tội 1 tuổi rồi nó bị được. Trời ơi, là nó nhớ là mà cô cũng quên tên con nó nhé. Anh Trương đó. Ôi, xem cũng nhiều lắm mà. Mà coi nhiều lắm, mà coi hầu mà con trúng thưởng bây giờ. Dạ. Mà cái thằng gì chứ này, mà mày nhớ mà quên rồi, anh Trương. Trời ơi, nó nhớ dai lắm, kêu anh Trương đó. Dạ. Đó, nó kêu chụp hình con đi cho chú nhiều coi, nhiều lắm. Ủa mà cô là quê ở Phú Yên. Quê Yên nhưng mà... Ở đâu? Nhưng mà cô vô đây nha. Cô có nhà ở trong Bình Chánh này rồi. Có nhà trong Bình Chánh hả? Ở đây hả? Ừ. Cô làm gì đi, kinh doanh gì? Cô ở nhà hỗ trợ. Ở nhà chủ nhỏ đó. Về cô cũng coi con nam trong nam nữa. Giờ cô thấy con mập hơn à? Mập đẹp trai rồi, còn hầu cái hầu mà lên thi á, tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm. Lắm mà ốm mà khắc túng đựng 100 triệu khác quá trời luôn. lúc con mới vô Sài Gòn không biết gì cả. Mà giờ thấy đẹp trai mừng quá trời luôn á. mừng quá trời. Cảm ơn cô. Giờ thấy đẹp trai mừng quá rồi mập nữa. Cô uống gì chưa? Rồi cô uống nước lọc à, cho muốn gì á? Uống gì không con? Thôi nha. Thôi cô hồi sáng đem chai uống rồi giờ má mua chai nữa uống rồi đó.
Dạ. Con uống nước suối không à? Con muốn con đi chưa? Có, con ăn đi trường không ăn gì hết. À, con đi trường rồi. Sáng con đi lên xe cái con thấy ông kia bán khoai lang, con mua đem theo ăn rồi. Dạ, dạ đây. Thôi. Má đâu đi con mà. Nó quay trong kia này. Mình để, lên đây, lên đây. Mình con cho vui. Rửa mặt. Bây giờ tao ăn khoai lang rồi đâu ria không mà. Đâu ơi, cái gì đâu? Cái dính không? Không. Trời ơi, tao ăn khoai lang với khoai tàu đỏ. Tao nhớ. Đâu có gì đâu. Đẹp tự nhiên mà. Đẹp tự nhiên mà, đâu có dính gì đâu. Son phấn vậy tao mới khoái chứ còn đẹp mà. Lên hình chờ con quay lên hình cô cho con gái cô mà có coi với cô về mình coi. Là hôm nay lên gặp anh Trương. Anh Trương cũng chả có gì đâu cô ơi. Giờ mập rồi đẹp trai rồi rồi cô mừng lắm. Thôi đỡ đây đi. Ăn với cô. Ăn cho vui. Cô đang ngậm miếng chanh nè. Cái đang ngậm miếng chanh lết nó vô thi á. À để cho nó ấm giọng không? Cho ấm giọng. Thôi con ăn đi. Đưa rồi ăn đi. Đi ca luôn hả cô? Đi thi nè. Số bao nhiêu buổi chiều nè? Dạ, con coi bao nhiêu là xin mời bà con các bác. 500 hay mấy lận? Bánh canh tục tích. 500 hay 6 lận? 500 hay 6 lận? Đến chiều á. Rồi, 491 là nhiêu? Ở là trước mình này. Đây. Hôm qua là con cắt là đến 420 rồi. Vậy hôm nay là còn 91. Sáng giờ không biết được, chắc cũng được mấy chục số, chắc cũng còn có 2-3 tiếng nữa đó. Trời ơi, thấy nó mưa nó mập ra mừng ghê á. Hồi nãy mới nó ốm mà nó dần khô, tội nghiệp lắm. Nó nói ai cũng chơ con làm không ăn không được cái gì hết à. Rồi lên nó thi lấy 100 triệu nó khóc quá trời luôn. Đúng như không sai một chi tiết nào cả. Mừng. Nó mừng dày nè. Nó nói ai cũng chê nó không nói nó họ làm ăn không được cái gì cho nó lên được 100 triệu nó mừng quá trời luôn. Giờ cứ sáng ăn bánh canh tôm tích, làm ly cà phê, trưa ăn hủ tiếu rồi làm ly cà phê, hôm tối nó ở đây luôn á, hai ở nhà Cương Dừa. Dạ, con ở trọ ở bên Tân Phú á cô. Giờ sáng qua đây á hả? Dạ sáng qua đây. Ở trọ con mình nè hả? Rồi có vợ có bồ gì chưa? Dạ chưa, con chưa có gì hết. Chưa có gì hết hồi đó. Tội nghiệp ghê, nó vô nó thi á. Mới lần đầu tiên nó đi Sài Gòn nó thi á. Vâng. Mà nhỏ đó nó dưới dài nè. Cái thằng kia này thì em nói anh Dương á. Anh Dương á, bây giờ con ra con phụ đó nó cũng biết anh Dương lên kìa. Nó cười quá. Nó coi dữ lắm. Cũng năm sau năm rồi. Má nó cô hát bài gì? Cô hát bài anh này con. Cô sợ không tưởng á. Con đem theo, cô đem theo con nghĩ nhà cô. In nha luôn à. Con hát Huế xưa. Huế xưa. Tôi có người em sông Hương núi Hồ. Tôi bài này. Huế ơi, cô thử mấy câu con coi nè. Tôi có người em sông Hương núi Hồ. Qua ly tre thông thuyền. Thành phố xưa thật xưa bồi cửa em che non lá cá sông Hương liếc nhìn mất nơi từ xa tôi sống độc thân trong căn phố nghèo bởi trót thương nhớ thật nhiều bởi em là hạnh phúc tình yêu được không? Được rồi cô. Nhưng mà lát nữa được rồi cô, tí mình giữ sức với lại lát nữa cô phải mở rộng ra nhá. Bên đó mình đứng mình phải hát lớn.
hát lớn mà hát lớn mà dạ dạ mẹ mẹ chị ca nhà cũng được mà ca cổ cũng được chị thấy anh thấy cái nào không chút nữa mình lên là chút nữa lên thì anh Khương anh sẽ Khương anh thử dặm đồ biết sẽ nói là bây giờ là chị hát cổ hay là hát dân ca thì chị hát cổ ví dụ như chị hát cổ mà anh Khương mới hát hay thì anh Khương bảo là chị có thể ca thêm dân ca hay là bolero gì không thì chị ca có hỏi đâu nhà có hỏi chứ hoặc là ví dụ như ban giám khảo anh Khương hay anh Trường Sơn mà nghe thấy giọng mình hợp với dân ca hơn mà chị hát cổ thì vẫn có thể là chị nói là chị có thể hát một bài dân ca khác được không chị bolero chị hát không được ca cổ chị hát không được mình phải kiếm bài nào mà mình thuộc á thì nói chung là tủ hết tủ nhắn thuộc để mình đừng có nhìn lời mình mất tập trung lúc mình lên đó mình phải hát lớn lên ăn đi em dạ thôi được rồi con lúc mình lên lên đó thì mình phải hát lớn lên dặm mình kéo dài cho cô dùng đi con bánh canh này nè ăn cơm no quá nhà ở gần đây thấy người ta ở xa người ta còn đi thi mình ở gần đây mấy đứa con nó dạy đi thi cho vui đi hôm qua lại có cả một xóm 14 người đi lên là con cô bác hay lắm cô cũng ở huyện Bình Chánh nè dạ. Ở ngoài đường có gọi 50 á cô đi xe buýt vô đây thắng cũng nhờ thắng vui còn vậy còn khó là vui trời ơi năm mập là mừng ghê năm mập có đẹp trai ra năm mập à đẹp trai thì con vui nhưng mà mập đấy rồi con mập thì nó hơi quá mập mới đẹp cái hầu đó ốm xương không ạ ốm xương đâu không có mập qua hầu ốm lắm hầu ở tội nghiệp lắm một mấy mấy mi của mình đắp mình cho mình thử giật đau tăng lát lên sẽ đọc số ạ số cái này vô đó đúng rồi đọc số không, vô đọc số, đọc số mình đi vô kia trong phòng đúng không nhưng mà nếu mình được qua rồi là tối rồi chừng nào mình mới được ca không mình ca giao lưu á ca giao lưu á giao lưu ở đây thì ở đây thứ ba thứ năm hàng tuần ca giao lưu thôi thứ ba năm hàng tuần ví dụ như mà mình được cho mình không vừa mình lọt ra dòng mà thi á là thứ bảy phải không không cái này là chương trình mùa ba thì mình chờ một tháng nữa mới biết kết quả này được thì tầm tháng 6 là tụi con mới bắt đầu làm chương trình thì bắt đầu mình sẽ đi ở đây để tập luyện ở đây chắc cũng đây có 2 tháng nữa đâu phải chi được liền đâu cái này là mình mới tới thôi còn nếu mà mỗi mình muốn có ca giao lưu là cứ mỗi hàng tuần cái này thứ năm thứ sáu không thứ ba thứ năm thứ ba thứ năm ba năm mà ra đây giao lưu của mình ca giao lưu hồi đó cô còn đi làm mà nhỏ này nó bệnh khó khăn cái cô cũng muốn nó cũng tôi mà cái gì mà hát mãi cũng mơ á cái cô muốn đi thi cái đó nhưng mà lúc đó muốn làm mắt làm á thành cô in nhạc cô thích bản này nè cô in giờ cô đỡ đó đâu có hát dạ. Rồi hai năm nay á cũng mình thích khó ra mà mình thích cái bản đó con cũng là như thế con là như thế đâu mà Huế luôn ca bài đó cũng hay lắm mà con không có tự tin Huế mà giờ lên vô hát vọng cổ luôn rồi nhưng mà chị ở đây mấy chục năm chị vẫn đam mê ca cổ nhạc bolero chị ca vẫn được yeah. Mà nói chung một tiếng Huế chị ca vẫn được yeah, vâng. Tại vì chị vô Đồng Xoài á còn diễn miền Huế không mà mình chỉ chồng ở đây mấy chục năm ở chị ở Bình Phước ba mẹ chị ở siêu thị Bình Phước á